Hôm nay 16 tháng 1, tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần, tại Đền Mẫu Âu Cơ, huyện Hạ Hòa đã tổ chức lễ giỗ Tổ Mẫu Âu Cơ ngày Tiên Thăng. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy. Tương truyền, Lạc Long Quân kết duyên cùng Âu Cơ, sinh ra bọc trăm trứng, nở thành 100 người con. 50 người con theo cha Lạc Long Quân về miền biển cả, tạo dựng cơ đồ. 50 người con theo mẹ Âu Cơ lên núi, người con cả lên ngôi vua, hiệu là Hùng Vương, lấy tên nước là Văn Lang, đóng đô ở Phong Châu. Còn 49 người con cùng mẹ đến Trang Hiền Lương, nay thuộc huyện Hạ Hòa, dừng chân lập ấp, dạy dân cấy lúa, trồng dâu, nuôi tằm, dệt vải. Khi Trang ấp đã ổn định, nhân dân đã biết khai khẩn ruộng nương, sinh sống ổn định. Ngày 25 tháng Chạp, Tổ Mẫu Âu Cơ đã cùng các tiên nữ bay về trời. Từ đó nhân dân tổ chức lễ giỗ Tổ Mẫu vào ngày 25 tháng Chạp hàng năm, còn gọi là ngày Tiên Thăng, và ngày mùng 7 tháng Giêng là ngày Tiên Giáng. Tại buổi lễ, huyện Hạ Hòa đã kính cáo với anh linh Tổ Mẫu Âu Cơ về những kết quả đạt được trong năm vừa qua. Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt và hiệu quả, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa đã thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng. 14 trên 14 chỉ tiêu chủ yếu thực hiện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt mục tiêu đề ra. Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 300 tỷ đồng, tăng trên 51% so với năm 2021. Có thêm 2 xã được công nhận nông thôn mới. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Trước anh linh Tổ Mẫu, các đại biểu cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Hạ Hòa nguyện khắc sâu 2 tiếng đồng bào, đoàn kết một lòng, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2023 và những năm tiếp theo. Xây dựng quê hương Hạ Hòa nói riêng, tỉnh Phú Thọ nói chung ngày càng phát triển, giàu mạnh, văn minh.